đổ sữa ra không được luôn á đó. Thấy chưa, thấy chưa, được đó. Em á là nó sẹp rồi đó. Cái này nó có mất sẹp, nó không có, có mất sẹp nó rất là chắc trên cái độ chắc của cái độ chắc của cái độ chắc của cái bọt biển này nè các bạn, cà phê bọt biển đó. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Dạ, yeah, nó mát mà nó thơm, cà phê nó thơm mà nó béo. Cái thức uống này nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà mình uống vô cái vị nó rất là rườm rà, nó đi từng chi tiết một. Hút một cái là mình biết được cái vị cà phê nó gọi là nó bồng bềnh, nó sóng gió. Trời ban nay sáng năm tháng tư bề. Nói chung là nó được luyện thành bọt rồi các bạn ơi. Đúng là cà phê bọt biển, thiệt là bọt biển đi chứ. Ngon cực kỳ. Ngon quá hả? Món này không biết ai đã sáng kiến ra làm cái món này ha. Cảm ơn cái người đầu tiên đã sáng kiến ra cái món cà phê bọt ở trên sữa. Quá sức là ngon luôn. Nói chung là cà phê bọt biển đúng là bọt biển cà phê nó nằm trên ly sữa, quá là xuất sắc. Rất là cà phê, rất là sữa luôn. Ây da, ngon dữ các bạn ơi, mở tiệm bán đi. Mở tiệm bán được á. Hôm nay mình có ăn kèm với trái cây mâm xôi nè các bạn. Mâm xôi bỏ vô cà phê thử xem sao nha. Lỡ đâu cái món này nó ngon thì sao. Mâm xôi cộng với cà phê. Thấu đúng chưa? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Làm cà phê bọt biển không ngờ, rất là bất ngờ trên cái sự bất ngờ của cái cà phê, ngờ mà ngờ trên cái mức ngờ mà không có còn nghi ngờ là cái độ dở của cái này, mà chỉ ngờ là cái độ ngon, nó quá sức là ngon luôn. Nó ngon lắm, các bạn làm thử ăn nha. Bữa nào mình sẽ đánh thử cái nước muối, thử cái bọt muối, thử nó có béo không ha. Cái này cà phê đắng mà đánh ra nó béo, còn cái mặn thì đánh ra nó béo mặn, còn cái đắng thì đánh ra nó đắng béo. Hai cái vị mà mặn đắng béo mà cộng nhau là vị mặn đắng béo. Cái này chắc ngộ à, ý bữa mình sẽ đánh thử cà phê với muối mới đúng đó các bạn. Đúng là phải đánh với muối thì nó mới ra bọt biển, chứ sao đánh với đường được. Các bạn, hôm nay mình nếm thử cà phê bọt biển, quá xuất sắc, quá ngon. Ngon tuyệt vời nha các bạn. Không ngờ đơn giản như đang giỡn mà nó ngon. Nó ngon, nói chung là không có giỡn đâu. Ngon rất là nghiêm túc. (Cười)